Ooh, look at all that fish, my God. Trời đẹp quá. Sáng 6 giờ đẹp lắm. Morning. Ooh, beautiful. Đây cá nó phải giống ở bên kia, nó có cái đường thẳng luôn. Nó ở bên kia nó có cái đường thẳng. Xem. Trắng. Cái này là cá trắng luôn á. Tại dưới kia nó dính nước á, thành ra nhìn nó vàng vàng nhưng mà thật sự ra cát là cát trắng mà cát mịn vừng. Đây là bãi biển Galveston mọi người ơi. Bây giờ Cathy với bé Trang hai đứa lội ra ngoài này lội cát, đi trên cát ra ngoài câu cá. Hôm nay mình có điểm câu mới. Đây là cái bờ đá trải dài từ cái đường cuối cùng của cái đảo này, gọi là seawall, cái bờ tường của cái đảo Galveston. Và đây là cái bờ đá, nó có nhiều cái bờ đá như vậy, nó trải đá dài ra để ngăn cho sóng đi qua đi lại. Đây là lần đầu tiên Cathy ra đây. Cathy nhìn thấy rất là nhiều lần nhưng mà không có đi. Hôm nay bé Trang đi vô tay xách nách mang dùm Cathy đủ thứ đồ lên kìa. Vừa đi vừa thở không nói được. Tại đi từ trong đó ra ngoài này cũng hơi xa. Cái bờ đá này cũng dài đó. Đây đâu. Wow, cua đá bự chưa? Cái người đang bắt cua nè. Con cua quá trời là bự. Nó cột lại luôn để cho con cua khỏi bò. Đi, ok. You got another crab? Let's see. Another crab. This is stone crab. Okay, sure. Coi coi mình đứng ở đâu để câu đây cả nhà ơi. Cathy biết đó là cá cánh câu rất là sớm sớm luôn á. Thành ra bây giờ Cathy ra là cũng bị hơi trễ rồi. Lúc này là khoảng chừng 8 giờ ra là cũng trễ rồi.
Thành ra không biết là mình có câu được cá hay không. Vậy để cá thi thử coi nha. Mùi tôm sống mà. Ra cần. Rồi bây giờ mình ngồi chờ thời thôi nha cả nhà. Coi coi cá thi bắt được con cá gì bữa nay nha. Hôm nay là một ngày trời đẹp. Trời thì nắng trong xanh, nước thì rất là trong mà êm, không có một chút gió, không có một chút sóng nào hết trơn á. Câu cá thì phải là tuyệt vời. Nhưng mà theo như Cathy biết á, thì ở ngoài này á, thường thường cá nó ăn 5 6 giờ sáng đó. Lần tới Cathy sẽ phải ra sớm hơn đó cả nhà ơi. Chợ sao nó không không làm cái này, nó bỏ cái lồng được không ta? À, để em hỏi nó coi. Bỏ lồng nữa. Đúng rồi, em kêu nó ngày mai ra bỏ lồng để ấy cua cho em luôn. Dạ. Mình không ấy, Vô mình đi xin. vô chị. Mình đi xin đúng không? Mình không câu, em là chỉ muốn đi xin thôi. Đây, hôm nay là Cathy câu bằng mồi tôm sống đây cả nhà nha, tôm sống và phao. Chắc ăn hết mồi của mình rồi, đúng rồi, muốn ăn hết mồi của mình rồi, kiếm con mồi khác, muốn ăn hết mồi của mình rồi. Có con mồi thơm để coi coi có con cá nào hưởng ứng không. Look at all that fish, my God. How long does it take you? Let me take a picture. Oh, this is like an hour and a half work. Hour and a half? I saw you earlier. No way. Hour and a half? Yesterday, the same thing. Một tiếng rưỡi đó mọi người. He do it so good. 1.5 hour. Đây là cá speckled trout. Cá này là game fish nha cả nhà. Yeah, how look at many do that. you have there? Seven. But you can have five of each, right? Yes, ma'am. Do you These are all about the same. Wow, thấy nice không? Đây là họ ra sớm lắm á. 5 6 giờ sáng luôn á, 4 5 giờ sáng là đã ra rồi. Trời ơi, coi kia. Cái thằng nhãi kia nó đang tắm ở dưới kia chỗ mình câu cá mà tắm như vậy, con cá nào cắn câu nữa trời. Con nước mà sắp cần về thôi chứ làm gì bây giờ. Trời ơi, ổn quá, một ngày thật đẹp. Vậy là hôm nay đi câu cá thất thu rồi cả nhà ơi. Hai cô cũng có cá nhưng mà Cathy ra trễ rồi lại bị cái em kia bơi ở dưới nước, thành ra không thể nào câu được. Cathy xin tạm biệt, chúc mọi người một ngày thật vui.